Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Định Tăng được thành lập năm 1954, trải qua 69 năm hình thành và phát triển. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Định Tăng có 1.569 hội viên tham gia sinh hoạt ở 6 chi hội. Đến với diễn đàn này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Định Tăng trân trọng gửi tới hội thi 3 tiết mục chọn lọc, đó là tiết mục thứ nhất với bài Vũ điệu Tây Bắc, tiết mục thứ hai là bài hát dân ca Non nước hữu tình, sáng tác Thanh Sơn, được thể hiện qua giọng ca của Ngọc Liên và Tốp Múa Phụ Họa. Tiết mục thứ ba với bài Liên khúc dân ca ba miền có tựa đề Inh Lả ơi, Du em, Chim sáo. Xin kính mời quý khán giả đón xem và ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn. Chẳng đẹp hơn nước non Việt Nam.